Ok, trước khi vào video thì mình sẽ thông báo lại là hiện tại bây giờ mọi người nạp Robux bằng cách là hãy vào cái trang web karoxbux.com, sẽ thấy cái đường link fanpage ở ngay chỗ này thì mọi người lít vô đó. Và hiện tại giờ là cái web của mình, cái fanpage của mình nó chỉ nhận nạp thẻ ghép thôi, thẻ FPT thì mọi người có thể mua thẻ đó thông qua ở trên mạng là một, ở tìm net là hai, hoặc là mọi người có thể làm theo cú pháp như thế này. Đó, mua thẻ ghép bằng Viettel nè, chỉ cần nhắn tin ghép nạp mệnh giá thẻ nè, rồi sau đó gửi 9150 thì nói chung đó là mọi người sẽ được mua được cái thẻ ghép đó, và thẻ ghép đó là nạp với giá là 10k là 100 Robux. Ok, và bây giờ là mình sẽ quay vô, mình sẽ bắt đầu game thôi. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Sprinting Simulator. Lần nè, nó để em 2 số 11 nữa, nhưng mà mình không biết game này có cộng bao nhiêu phiên bản. Mình thấy cái game này nó khá là nhiều cái phiên bản. What the hell, nhưng mà mấy phiên bản trước mình không chơi, nhưng mà mình thấy cái phiên bản này nó cũng khá là hay, nhưng mà mới vừa vô mình thật kỳ là mình đi cực kỳ chậm luôn. Bây giờ thanh niên nào đuổi theo mình cũng được đó. Bây giờ chỉ có nước là mình uống cái nước tăng lực như thế này đó, nước tăng lực này, nước tăng lực gì đây? Để mình coi thử. Bloxy gì? What? Bloxy Adair hả? Nè, Bloxy Adair nè. Bloxy Adair extra luôn không? Ghê đó. Extra là siêu là kinh lắm, nhưng mà không hiểu uống vô mà sao mà mình lên tốc độ chậm dưới trời. Rồi đây bây giờ đang nhích từ từ nè. Ok, chả bắt đầu nhanh được rồi nè. Yes. Ok, nhanh hơn được chút rồi, bắt đầu bằng với được cái tốc độ chạy của người bình thường rồi. Ok, và bây giờ là mình sẽ ngồi mình lít thôi. Nhanh thôi mà. Cái này là phải nói là mình sẽ cố gắng để dành khoảng 100 tiền. Tại sao? Tại vì khi mà mình để dành được 100 tiền là mình sẽ mua được cái nước tăng lực tiếp theo. Khi mà mình uống nó vô là mình sẽ tăng được cứ khoảng 10 lần, có nghĩa là một lần lít này của mình là mình sẽ tăng lên được 2 điểm, chứ còn bây giờ một lần lít của mình là chỉ được tăng có 1 điểm thôi. Đó, mọi người nhìn lên cái góc trái đây nè. 26, 29, 30, 31 nè. Có mỗi lần nó tăng lên được có 1 điểm à, rất là chậm luôn. Ok, và bây giờ mình ngồi mình lít tiếp. Nói chung là nhiều bạn nói là mình chơi auto lít, nhưng mà thật ra auto lít nó chỉ hỗ trợ mình thôi ha, mình vẫn phải lít cho nó nhanh nè. Mặc dù mình không cần lít cũng được, đâu không cần lít cũng được, nhưng mà thôi mình lít để mình nhanh hơn thôi. Cơ bản mình vô mình là mình vẫn thua người ta, là mình sẽ phải cần cái này để mà mình nhanh hơn. Cái này cũng không gọi là hack, cũng không gì, nó chỉ hỗ trợ mình thôi. Đấy. Wow, đấy, bắt đầu bây giờ nhanh hơn chút rồi nè. Đó, chạy nhanh hơn tốc độ bình thường luôn ơi. Yes. Hay quá, mình lên được bao nhiêu rồi? Quay, thanh niên nào nhanh vậy? Wow, 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 wow. Nhiêu? Thanh niên đấy. Ủa, 281 hả? Ghê vậy. Ok, mình sẽ cố gắng lên 281 này. Ok, không biết lên kịp không? Bây giờ là mình chạy cực kỳ nhanh luôn nè. Yes. Quá thơm. Và bây giờ là mình sẽ chạy. Oh, cái này là chưa được. Khi nào mà mình chạy một phát mà mình đứng từ ngay chỗ này nè. Đó, mới vừa lên được cái bậc này phát qua hết đường bên kia luôn, không cần phải qua bước trung gian. Cái đó mới gọi là thành công. Bây giờ là chưa thành công lắm. Cứ từ từ. Game này là ngoài ra là nó có cái gì đây? Sit nè, sit là ngồi nè. Ủa, ngồi làm gì nhỉ? Quá thì heo, ngồi làm gì? BBB nữa chứ. Nên thôi mình sẽ không sử dụng BBB liền, mình cứ từ từ. Đấy, nhanh hơn bao nhiêu? Gần 100 điểm rồi. Yes, hay quá. Có thêm màu của nó hỗ trợ mình nên là mình bấm rất là nhanh. Rất là mà hồi nãy mém nó là thiệt tình. Ok, được 100 rồi, được 100 rồi. Yes, hay quá. Và bây giờ là mình sẽ vô shop, mình sẽ nâng cấp cái lên của này, lên của mình là Gato Red nha, Gato á. Này, đó, giá của nó là 100 và nó sẽ cho mình là cộng 2 điểm khi mà mình lít đủ 10 cái á. Ok, purchase thôi. Đó, mình đã lên được cái chai màu đỏ rồi, hồi nãy là chai màu tím mà bây giờ nó lên thành chai màu đỏ, quá trời heo. Thiệt tình. Ok, và mình sẽ nhanh hơn rất là nhiều, tại vì bây giờ mọi người coi nè, đó, 109 là 111. Nó lên rất là nhanh luôn. Ok, cố lên, được bao nhiêu rồi? Mình hiện tại bây giờ đang hạng bao nhiêu rồi? Hạng 2 4 6 7, mình đang đứng ở trong hạng 7. Khá là ổn. Chỉ cần click, chỉ cần bây giờ là mình sẽ cố gắng mình lên càng cao càng tốt. Chắc chắn là mình sẽ không lên nổi 1000 rồi. Tại vì lên 1000 nó rất là khó, nhưng mà lên 500 hay là 600 á, thì trong tập này chắc là lên được. Tại vì khi mà mình lên cao được á, là mình sẽ mua được một cái, khi mà mình lên 600 á là mình sẽ mua được cái Mountain Fruit. Khổ à. hai cái nước đầu tiên này là không biết bên ngoài có không, theo như mình chắc chắn là bên ngoài nó không có rồi đó, nhưng mà Mountain Fruit với lại Red Bull thì nó lại có. Kinh thật. Ok, và bây giờ là mình sẽ chạy đi tham quan cái chỗ này thôi. Hả? Ừ, mình chạy không cần nhảy được rồi nè. Chưa được. Cứ từ từ. Nhảy qua luôn. Ok, được rồi. Yes, hay quá. Mình không cần phải nhắm bấm nút space luôn nè. Đó. Ít ra cũng phải vậy chứ. Đó, ok, không cần bấm nút space luôn. Quá thơm. Để coi bây giờ mình sẽ trong này là đi đâu nha. Wow, what the hell. Làm sao mà mình lên được? Trời thiệt tình chứ. Thôi mình chạy cực kỳ nhanh luôn á. Bây giờ mình cộng lên một lần cứ 1 điểm của mình là cứ 10 điểm của mình là sẽ được cộng cái 2 speed. Thử nghĩ coi, 2 speed là nó nhanh hơn gấp đôi rồi, đúng không? Bây giờ mình mà để giành được tới 500 600, bây giờ mình lên speed mà 600 điểm nữa là mình được 500 tiền. Mà 500 tiền đó mình mua cái Mountain Fruit là mình uống nó được cộng 4 nữa. Trời luôn, xin lỗi luôn, lúc đó là Flash gọi bằng cụ ấy. Ôi, không em, game này là anh không có mua Robux, anh không có sử dụng Robux để mà mua. Anh tự lực cánh sinh, chỉ có sử dụng cái kia thôi. Đấy. Đó, chạy cực kỳ nhanh luôn. Yes. Mà ý cái là game này nó không có code. Game này nó mà có code là mình cố gắng mình tìm mình share cho mọi người rồi. Đâu để mình ngó xung quanh coi ở đây có code không ta. Có cái RAM nè, RAM này là cái gì nhỉ? Nó kêu mình là RAM 1 phải reboot 1 lần, hình như là mới xài được. Mà muốn reboot đó là phải là 1000 speed. Ôi, lên được 1000 speed cũng phê chứ. Ok, thôi kệ, chắc là đủ rồi. Bây giờ là mình sẽ ngồi mình lít tiếp. Lít. Đó, bây giờ coi thử nha, bây giờ mình chạy nguyên cái đoạn này qua bên kia. Ồ, chưa được. Chưa thành công, cái này gọi là chưa thành công. Khi mà thành công đó là mình sẽ chạy từ hướng bên này. Đó, chạy ra đây bóc cái qua tới bên này luôn. Vậy, lúc đó mới gọi là thành công. Ok, cứ bây giờ là ngồi chạy đâu để mình đi tham quan thử cái chỗ này coi. Đó, cái chỗ này cũng xa nè, thấy không? Nhưng mà khi nào mà mình chạy một phát một mà mình không cần phải bấm phím space là lúc đó là mình sẽ thành công. Là lúc đó mình sẽ trở thành Flash. Flash nó nhỏ, Flash là nhân vật yêu thích của thằng Pami ấy. Mà thôi khỏi cần nói chắc ai cũng biết rồi. Nó chuyên gia nó thằng Pami chuyên gia là rất thích làm Flash. Bởi vậy game này là cái game ưa thích của nó. Mà không biết nó có làm một tập rồi, nhưng mà nó làm cái version khác cho cái version này là hình như là nó mới ra có ngày 4 tháng 3 chứ nhiều. Thôi nó hỗ trợ phải bật chứ em. Nó hỗ trợ anh mà, trời ơi thiệt tình chứ ngại gì vết bẩn chứ. Tôi không chơi hack là được rồi thấy không? Ngại gì vết bẩn cứ có là sử dụng. Ôi chỗ này là chỗ gì đó. Ôi. Ok, để mình đi lên trên này thử coi. Ây da, té sao bạc rồi. No, té. Trời, rớt ra ngoài nữa là khổ. Cứ từ từ. Đấy, đúng rồi. Chạy thẳng lên, nhanh lên. Yes. Ô, được rồi nè. Hay quá. No, té sao mặt đó. Ôi, rồi, tôi chơi dạy rồi. No, tôi chơi dạy rồi. Thiệt tình chứ. Sắp lên được 500 rồi mà bị té sắp mặt luôn mới lầy chứ. Vãi nồi. Có cứ xài, thoải mái. Ok, và bây giờ cái khúc này mình có thể mình không cần bật nữa nè. Yes. Đó, quá chuẩn luôn. Đây, bây giờ là mình sẽ test lại thử chỗ này nha. Bây giờ mình sẽ chạy một phát một qua bên kia không cần bấm nút xoay. Piu. Được. Quá chuẩn luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là sẽ sai. Đấy. Bây giờ là mình nhảy từ bên này mình nhảy qua bên này đây để mình hướng cái này thử coi. Ok, và bây giờ bắt đầu mình sẽ nhảy thôi. Chiu. Wow. Nó vượt hơn mong đợi luôn ha. Ok, đây là một phút từ trên fan này là của bạn Dung Trang và bạn Nguyễn Tiến. Bạn Dung Trang, hình như là bạn Còi ha, Dung Trang là Còi ha. Ô bạn Còi, bạn tặng cho mình bạn vẽ cái skin Kia Phạm của mình đang giơ hai tay lên, chắc là đang nhảy múa gì đó. Còn bạn Nguyễn Tiến mà vẽ cho mình là skin Roblox của mình luôn, nhưng mà đúng chuẩn skin của mình là skin 6 muối, nhưng mà bonus thêm cái mặt cua te vô nữa. Đấy. Ok, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nào cứ gửi cho phần tin nhắn của fanpage, mình sẽ lựa ra và cho lên video nhé. Ok, bây giờ mình ok để mình đi theo mấy đường ống. Ôi, mấy đường ống này hình như mình lên không được. Ồ, cần chứ. Cố lên, no. Trời ơi, cái đường mấy đường ống này mình vẫn chưa có khả năng là mình lên được luôn ấy. Để coi thử bây giờ mình nên đi hướng nào đây ta. Mấy cái đường ống này. Đây, có một cái đường ống ở chỗ này. Lên, lên. Trời, sao tôi lên không được? What the hell? Wow. À đây, bên này có một cái đường ống nè. Để mình sẽ lên thử cái đường ống này coi. Lên nổi không? Lên. Yes. Yes. Hay quá, mình lên được cái đường ống này rồi. Ok. Cuối cùng cũng xuống lại được cái đường ống này. Quá trời. Thiệt tình chứ. Ok, và mình lên được bao nhiêu rồi? 600 rồi. Hay quá, mình đã mua được cái Mountain Fruit, Mountain Dew chứ lộn, Mountain Dew có đọc lộn hoài, Mountain Dew. Ok, và mình đã lên được Mountain Dew rồi. Yeah, Mountain Dew rồi. Hay quá. Bây giờ là mình sẽ ngồi mình lít tiếp, tại vì bây giờ của mình lít một lần sẽ lên được cái 4 điểm. Ok, mình trong tầm này mình vẫn có thể lên được 1000 điểm mà. Đúng không? Chính xác, mình vẫn có thể lên được 1000 điểm. Ok, đây và bây giờ là mình sẽ chạy như thánh. À lộn, chạy như The Flash đi, bây giờ là The Flash gọi mình bằng cụ rồi. Ok, và đây ở bên ngoài này nó sẽ có thêm một cái trò chơi nữa. Wow. Bây giờ thanh niên nào mà chạy cực kỳ nhanh theo như mình nghĩ là lên khoảng 1000 mấy 2000 là sẽ chạy từ hướng này nè. Đó. Một phát một qua tới bên này luôn. Nhưng mà hiện tại giờ theo như mình thấy là chắc chắn là mình vẫn chưa chạy được rồi. Bây giờ là mình sẽ cố gắng, mình sẽ chạy thôi. Ok, chạy nhanh nào, chạy nhanh nào. Come on baby, nhanh lên, đúng rồi, nhanh lên. Cố lên. Nó không tới rồi. What the hell? Sao mà mình chạy yếu như vậy? Trời ơi, thiệt tình chứ. Rồi, cố gắng lên 1000 luôn. Mình vẫn chưa biết cái RAM đó là cái gì hết, nhưng mà để mình chút nữa mình sẽ reset thử. Ồ, mình vẫn chưa đủ sức để mà mình bật lên trên kia rồi. Chắc là mình phải khoảng 1000 mấy thì mình mới bật lên được. Ồ, hơi tiếc một chút. Hiện tại giờ mình vẫn chưa lên được trên kia. Ôi, ôi, what the hell, tôi cũng lên được trên này luôn nè. Wow, wow, kinh khủng. Ok, trời ơi, lên được trên này luôn. Yes. Ok, trời, không ngờ là mình nhảy một phát một lên được cái trên này luôn. Quay, cái gì? Mới vừa thấy xong nè. Trời, thanh niên này. Thiệt tình. Ok, mình lên được cái nè. Yes, quá hay. Chạy đua nào, chạy đua nào. Đấy, đúng rồi, bây giờ là phải chạy đua chứ. Ôi, bây giờ mình lên bây giờ mình lên cái này đúng dễ dàng luôn. À, theo anh nè, đó đúng rồi. Ở đâu rồi? Mà không biết mọi người theo kịp không nữa. Ở đâu rồi cả? Đi đâu hết rồi? À, theo anh nè, đó, theo anh đi. Không biết là có ai hơn cấp mình không có. Có một thanh niên 2500. Ok, có một thanh niên 2500 là thấy tôi thất bại rồi đó. Quá là heo, có một thanh niên 2500. Ủa, chạy đâu rồi? Đâu, 2500 chạy nhanh bay. Trời ơi, 2500 chạy như đúng rồi ấy, chạy như The Flash, chạy hơn cái The Flash luôn. Wow, kinh thật. Sắp lên được 1000 rồi. Ok. Đấy. Sắp lên được 1000 rồi. Rồi, ok. 1k điểm. K. Chạy tới cái bia nha, chạy tới cái bia. Ok, bây giờ mình là mình sẽ mình sẽ cố gắng nè. Ok, đếm đi. Ok, ủa 3 rồi hả? 3 rồi, mấy anh em kia chưa chạy luôn mới ghê chứ. Quá đời. Ôi mình có cái bia rồi, mình có cái bia rồi. Ôi anh em kia, ôi anh em kia chạy nhanh vậy. No 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 no. Rồi là trời nó chạy một phát một tối luôn. Đúng là 3.000 nó có khác ha. Quá. Tốc độ thần thánh. Tốc độ thần thánh kinh thật. Mình chưa kịp làm gì thanh niên kia nó chạy vòng vòng xong nó chạy tới trước mình luôn. Ồ vãi nồi thật. Wow. Này được bao nhiêu đây? 1.000 tiền. Mình mới có 366 tiền thôi. Còn lâu. Ok bây giờ là mình chạy cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà vẫn chưa nhanh bằng thanh niên thanh niên kia rồi. Ồ thanh niên kia chạy nhanh thật đó chứ. Trời ơi chạy như cái máy nè. Thiệt tình chứ. Wow 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 wow. Ôi thanh niên nào chạy nhanh vậy, chạy mà vấp té sấp mặt luôn rồi. Thiệt tình. Ok bây giờ là mình đủ để lên được cái trên này rồi. Đấy. Lên. Ê, lên thôi đừng rớt, lên thôi đừng rớt. Đúng rồi. Yes, hay quá. Wow, bây giờ là mình chạy cực kỳ nhanh luôn. Quá nhanh quá nguy hiểm, phải nói là quá nhanh quá nguy hiểm. Bây giờ để mình coi thử nha, bây giờ là mình sẽ chạy một phát một từ đây qua bên kia như thế nào đây. No no. Trời ơi, bay phát muốn ra ngoài luôn á chứ. Trời ơi là trời, kinh khủng. Bay một phát muốn ra ngoài luôn. Wow, 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 wow. Ơi, 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 ơi. Ok, và mình đã lên được trên đỉnh rồi. Lên đỉnh. Trời ơi, lên đỉnh mà nó không cho ghi luôn, ghê thật chứ. Vậy, vậy cái tiếng gì đâu mà lên đỉnh mà nó còn không cho mình ghi luôn. Ôi, thiệt tình chứ, thật tôi bó tay rồi. Ok, và mình đã lên được 1.300 rồi. Bây giờ là mình sẽ reset lại coi thử cái RAM này là cái gì nha. Tại vì mình vẫn chưa biết cái RAM này, và cũng có thể một số bạn vẫn chưa biết cái RAM này. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người biết cái RAM này là cái gì luôn. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ reboot trước. Đó, mình reboot thành công rồi. Và mình sẽ sử dụng cái RAM. Oh. Wow. Wow, ủa cái RAM này là cái gì đấy? Ủa? À rồi. Anh lên trời rồi. Trời ơi thì cần chứ. Ok trên này nó có speed 5.000 luôn nè. Uầy no no no, té té. Ok mình sẽ ngồi mình lướt tiếp. Wow 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 wow. Ủa này có tác dụng gì nha. Rồi tới cuối cùng mình xuống mình cũng sẽ chết thôi mà. Ồ, vậy tác dụng của thằng đó ra để làm gì nhỉ? What the hell, mình cũng chưa biết tác dụng của nó làm gì, nhưng mà mình biết là mình sẽ chết rồi đó. Hey. Vãi lên đi, tốc độ đã đưa anh ấy lên thành thần luôn rồi. Vãi được. Ok. Mình là mình sau khi mình sử dụng một cái RAM này xong là mình quyết định là mình chưa biết tác dụng của nó để làm cái gì cả. Lên mà cộng cái 5.000 điểm luôn mà. Ý không biết. Đó này nè, mấy cái mà hồi nãy mình nhìn thấy trên kia nè. Đó là nó đó. Bây giờ là mình sẽ lên lại trên đó được. Mình sẽ lên lại trên đó thử. Mình sẽ lên lại trên đó. Ok và mình sẽ lấy tốc độ 5.000 luôn. Đó để chạy cho nó nhanh. Tốc độ 5.000 này không biết chạy nhanh nổi không nữa. Và mình sẽ chạy thẳng xuống dưới đó luôn. Mình sẽ không xuống dưới kia nữa. Ôi, ôi trời nó không cho mình xuống luôn. What the hell. Trời ơi, cũng như không. Cô đi lên trên này làm cái gì để rồi cô chỉ có một đường để đi xuống. Và đường đó là sẽ chết. Ôi, vãi lên đi. Ok em. Thích thì đưa. Chiều tích. Trời ơi, tôi biết cô xuống nổi không trời, chắc là không quá. Rồi xuống không kịp là thôi reset cho lẹ nè. Đấy, để reset cho lẹ chứ để xuống dưới kia mấy thanh niên mắc công đợi không. Đây anh đây, anh đây. Mọi người, người nào muốn đua ra đây. Ok đi thích. Rồi ra cho cổ giác đau đầu. Trời chưa gì đụng đầu rồi, thiệt tình chứ. Phạt. Ok, trời, thanh niên này uống tới Mountain Fruit luôn rồi, thiệt tình chứ kinh khủng. Ghê đó, thanh niên này cũng bắt đầu là hỗ trợ cái kia được rồi đó. Rồi nè, đó, đứng bằng nhau nha. Ok, và bắt đầu bây giờ là mình sẽ đua thôi. Ủa thanh niên nào là... Ôi, có thanh niên 700 mấy luôn kìa. Ôi ôi, thanh niên này vãi được. Chạy. Vãi được. Chạy kịp không? No. Trời ơi, hạng nhất phải là của tôi. Trời, cô chạy nhanh hơn là cái chắc rồi. Tại vì điểm cô cao hơn mà. Ý sao vậy? Điểm cô cao hơn mà, cô chạy nhanh là cái chắc rồi. Thanh niên nào mà cấp cao hơn mình thôi, bỏ qua một bên đi, chạy không lại đâu. Trời ơi là trời, trời ơi là trời, thanh niên trung đảo rồi, kinh thật chứ trời ơi là trời. Win. Ghê ghê. Ok, và clip này cũng khá là thú vị đấy. Mình sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như các bạn đã thấy thích video này, đừng quên bỏ lại cho mình một like và một share. Và đừng quên subscribe cho channel của mình để nhận thêm nhiều video cực kỳ hấp dẫn khác nhé. Bye bye.